Bữa nay coi anh làm một cái môn tập luyện nhẹ. Hồi xưa đứng ba ngón, đứt hai tay. Còn bây giờ thì chắc không làm được nữa rồi. Bây giờ thì làm được nhẹ hơn, như là thích đất hai tay hai chân à, để coi cái sức khỏe như thế nào. Có.